Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này chúng ta sẽ tới cái phần vẽ hình chữ nhật với hình tròn. Thì cái này dễ lắm mà. Tương tự như chúng ta vẽ bên những cái phần mềm khác là Illustrator hay Corel thôi. Những cái này vẽ dễ lắm. Ta chọn hết, ta xóa cái này đi. Thì bạn sử dụng đầu tiên rồi, đây nè. Rectangle nè bạn, vẽ hình tròn hay hình chữ nhật, hình vuông gì đó. Thì trước khi bạn vẽ thì bạn lưu ý bên tay phải cái phần thuộc tính nè. Thì bạn phải chỉnh cái độ lớn nhỏ của cái cạnh viền ta, cái hình dạng như thế nào, rồi chọn cái nét ha, cái nét của cái hình chữ nhật ta như thế nào đó. Ta tùy chỉnh được hết á, rồi chọn những cái thuộc tính mà những cái video trước tôi nói rồi á, những thuộc tính đây nè, vẽ bên dưới nè, tô nền nè, bắt dính snap. Rồi gộp thành một layer. Rồi còn phần tô màu thì dưới đây. Bạn thấy chọn một cái màu là bất kỳ thì nó sẽ tô cho bạn luôn. Và sẵn đây ta nói luôn cái phần tô màu hay những cái video trước tôi chưa nói. Thì đây nó sẽ tô màu, nó sẽ phân loại cho chúng ta là thứ nhất là cái này, pen. Pen là tô màu pen nè. Đó, đây pen đây. Hai là tô màu của pencil viết chì. Viết chì đây. Ba là tô màu của cổ rớt. Đây, cổ rớt đây. Thì có ba cái để tô màu hay mặc định bạn chọn, thì cái phần mềm nó sẽ đồng nhất cho bạn ba cái màu giống nhau. Nhưng mà bạn có thể là sửa lại ha, bạn có thể sửa lại theo ý các bạn cũng được. Từng cái công cụ này nó sẽ khác nhau, khác màu nhau, chứ không nhất thiết là phải ba công cụ cùng một màu. Rồi, giả sử giờ ta chọn màu xanh lá cây đi ha. Ta vẽ thử cho bạn xem nè. Khi bạn vẽ thì bình thường bạn cứ vẽ như thế này. Đó. Rồi, khi bạn vẽ thì bạn có thể là muốn ra hình vuông đúng không? Bằng giữ phím shift thì sẽ ra hình vuông. Đơn giản ha. Rồi tại vị trí bạn vẽ, nếu bạn giữ cái phím Alt Left thì tại với vị trí bạn lít chuột đầu tiên á thì nó sẽ là tâm của hình chúng ta. Ha, tâm của hình là hình vuông. Nếu bạn giữ phím shift với phím Alt Left cùng lúc thì sẽ vẽ được như này. Thì vị trí bắt đầu chúng ta vẽ là tâm. Lưu ý ha, shift là hình vuông. Hoặc hình tròn hoặc là đường thẳng. Còn Alt Left là cái phím An á, bạn hay đọc phím An á, là vẽ từ tâm. Nó tương tự như những cái phần mềm khác thôi. Hay sử như tôi vẽ bên Ellipse nè. Tôi vẽ bên đây ha, ra bên ngoài đây cho bạn thấy luôn. Thì chọn hình Ellipse nè. Đó. Khi bạn vẽ bạn giữ phím Shift thì sẽ ra được hình tròn. Rồi. Còn khi mà bạn vẽ mà tại vị trí bạn bắt đầu vẽ thì bạn giữ phím Alt Left thì nó sẽ ra là vị trí đó, tại vị trí là tâm ha. Lưu ý ha, ta trái ta giữ phím Alt Left đó, phím An á, phím Alt á, thì tại vị trí ta vẽ đó chính là tâm của hình tròn luôn. Ta vừa kết hợp phím Shift với phím Alt Left. Rồi, dễ các bạn, cái này dễ thôi mà. Hình vuông, hình tròn, đường line, chọn màu sắc, chọn nét vẽ, dễ mà. Rồi trong đây còn gì, những cái thuộc tính này, những cái trước ta nói rồi. Bật đi, sử như bạn vẽ cái này lên là bạn vẽ phía sau, nó cho nó sẽ nằm phía sau hình này. Còn vẽ cái này là có tô màu nền, thấy chưa, vẽ này tô màu nền dễ thôi, cái này bắt dính thôi. Rồi video này là kết thúc ha. Tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.